Xin chào anh chị, hôm nay thì Irotech sẽ hướng dẫn anh chị cách lắp đèn vào thân giá đỡ hoặc là thân giá đỡ hoặc là cái giá live stream nhá. Thì phụ kiện đi kèm của nó chính là một chiếc bi trục này. Đấy, đây là một chiếc bi trục này. Đấy, và cái đèn live stream. Đấy, thì đèn live stream thì có thể là đèn cỡ lớn hoặc cỡ nhỏ. Đây, đèn thì anh sẽ được gửi kèm. Đó, thì anh chị để ý giúp em là trên cái bi trục này nó sẽ có một cái núm vặn này. Đấy. Thì núm vặn này mục đích là nó sẽ giữ khi mà anh chị vặn chặt vào thì nó sẽ giữ cho cái bi trục này nó cho được chắc chắn ở đầu nhá, chắc chắn để nó cố định. Đấy, nên anh chị đừng đừng khi mà mình xoáy ra để chúng ta nới ra để chúng ta điều chỉnh ấy thì chúng ta chỉ nới một một phần thôi chứ đừng dùng xoáy hết, đừng xoáy hết cỡ nhá. Đấy, anh chị chỉ nới một phần thôi. Rồi thì trong cái phần bi trục này bên dưới thì nó sẽ có một cái đây có cái phần lỗ này để chúng ta có thể gắn vào trong hai cái đầu nhá. Anh chị có thể gắn ở trên đầu của giá đỡ hoặc là đầu ở cái tay kẹp tay tay quay này thì nó đều như nhau cả, anh chị đều có thể gắn gắn một trong hai. Đấy, gắn thì rất đơn giản, đây nó sẽ có một cái phần lỗ để chúng ta có thể là xoáy vào trong cái đầu bi trục này. Đó thì anh chị xoáy vào thôi. Đấy, sau khi anh chị xoáy vào rồi thì ở bên trên phần còn lại chúng ta sẽ xoáy cái đèn vào. Đấy, đèn thì anh chị sẽ thấy là ở bên trên đèn này, ở dưới phần dưới của cái đèn này nó sẽ có một cái lỗ này. Đấy, chứ không phải là ở bên bên trên này đâu nhá, bên dưới ạ. Dưới cái đèn này nó sẽ có một cái lỗ này, đấy anh chị sẽ xoáy nó vào cái ốc này. Đấy, chúng ta xoáy theo chiều kim đồng hồ. Đó. Anh chị xoáy được tầm khoảng 3 4 vòng gì đấy. Đấy, cảm thấy nó chặt tay thì chúng ta sẽ dừng lại. Đó. Sau khi anh chị xoáy hết cỡ rồi thì ở đây nó sẽ có một cái tròn tròn để chúng ta sẽ xoáy ngược lại để chúng ta nó sẽ cố định được cái đèn này. Đấy, chúng ta sẽ xoáy ngược lại. Để nó sẽ cố định cái đèn này. Đó, thì anh chị sẽ lắp thêm đèn thế là xong. Ngoài ra thì đi kèm với đèn nó sẽ có một cái bộ kẹp để giữ điện thoại. Đấy, thì anh chị sẽ ở đây sẽ bao gồm là một cái tay giữ này và một cái kẹp điện thoại này. Đấy thì anh chị sẽ bỏ cái xoáy éo của đây ra và ấn nó vào. Đó, ấn nó vào. Đấy, sau đó thì đó, anh chị sẽ xoáy cái phần ốc này, anh chị sẽ cho xoáy vào để cố định. Đó. Sau khi xoáy xong rồi thì mình sẽ gắn cái kẹp điện thoại này vào cái chân đèn nha. Đây ạ, anh chị sẽ thấy phần chân đèn này nó sẽ có một cái phần sau này, sau đèn này. Đây anh chị thấy. Đấy, sau đèn thì nó sẽ có một phần để chúng ta có thể gài cái này vào. Gài phần chân này vào. Đấy, anh chị đẩy lên. Rồi, thì chúng ta gắn vào đây thế là xong. Anh chị có thể kẹp đèn và điều chỉnh tùy theo sở thích, tùy theo nhu cầu của mình nha.